Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại quyền cao lãnh đến nhà vườn của anh Toàn nha. Sẽ có một số bông trang gồm có sọc đột biến quý anh chị em, một số mía cam và một số dòng khác ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi chào anh Toàn. Dạ chào anh Pháp, chào tất cả bà con đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. Thì trước tiên em cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Thì hôm nay em có lên một số hoa trang để giao lưu cùng cô chú. Địa chỉ của em là ở 3 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0966705151 cũng là số Zalo luôn ạ. Em lên mã số 1 ha. Cây Mỹ vàng sọc ánh kim. Cây cực kỳ nét quá anh chị em. Dạ cây chiều cao là 70. Dạ tán ngang nó là 65. Dạ thốt thân của nó là 15. Dạ hoành của nó là 5. Dạ mã số 1 này có giá là 200 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 2, cây vàng sọc cánh tre. Quá khứ cái tàn của anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang của nó là 1m1 luôn ạ. Dạ, thốt thân của nó là 25. Dạ, quanh đôi vị trí chỗ này là 10 ạ. Dạ mã số 2 này có giá là 380 ngàn ạ. Dạ tiếp theo mã số 3 là cây Mỹ cam ạ. Một cốt củ đặc quý anh chị em. Đang full búp à. Mỹ cam này cũng đỏ nha quý anh chị. Dạ cây chiều cao là 1m. Dạ tán ngang của nó là 90. Dạ thoát thân của nó là 30. Hoành đo chỗ vị trí chỗ này là 18. Dạ mã số 3 này có giá là 450 ngàn ạ. Dạ tiếp theo mã số 4 là cây nhung cẩm thạch ạ. Đỏ nhung lá cẩm thạch của anh chị. Hoa đỏ lá màu trắng à. Rất là đẹp luôn, rất là nổi. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ tán ngang của nó là 80. Dạ thoát thân của nó là 40. Dạ hoành của nó là 5. Dạ mã số 4 này có giá là 180 ngàn ạ. Dạ tiếp theo mã số 5 là cây đỏ hương kép ạ. Dạ cây chiều cao là 90. Dạ tán ngang của nó là 70. Dạ thoát thân của nó là 45. Dạ hoành của nó là 8. Dạ mã số 5 này có giá là 200 ngàn ạ. Dạ tiếp theo mã số 6, cây vàng sọc Tiền Giang đại đầu ạ. Cây đang ôm cứng búp của anh chị em, sọc rất là nét luôn. Dạ cây chiều cao là 80. Dạ tán ngang nó 90. Dạ thoát thân của nó là 25. Dạ hoành của nó là 8. Dạ mã số 6 này có giá là 250 ngàn ạ. Dạ tiếp theo mã số 7, cây phụng hoàng vàng ạ. Dòng này cánh hoa cứng rất là đẹp của anh chị em. Dạ cây chiều cao là 85. Dạ tán ngang nó 50. Cánh xoáy à. Dạ thoát thân của nó là 30. Dạ hoành của nó là 6. Dạ mã số 7 này có giá là 180 ngàn ạ. Dạ tiếp theo mã số 8. Một cây Tiền Giang đang phun bông của anh chị em. Dạ cây chiều cao là 1m1. Dạ tán ngang nó là 90. Dạ thoát thân của nó là 50. Dạ hoành của nó là 8.
Và mã số 8 này có giá là 250.000 ạ. Đến theo mã số 9. Cây Mỹ dân sọc bánh kim nè. Cây một cốt lùng lực quý anh chị. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, hoành của nó là 6. Dạ, mã số 9 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, tôi xem mã số 10. Cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Cây này một cốt cao quý anh chị. Cũng đang ôm cứng búp luôn. Dạ, cây chiều cao là 1m2. Dạ, tán ngang của nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 60. Dạ, hoành của nó là 8. Dạ, mã số 10 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tôi xem mã số 11, cây Mỹ vàng chanh nè. Đang cứng búp à. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang của nó là 80. Dạ, thoát thân của nó là 45. Dạ, hoành của nó là 7. Dạ, mã số 11 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, tôi xem mã số 12. Cây vàng cánh kép, vàng kim cúc ạ. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang 90. Dạ, thoát thân của nó là 15. Dạ, hoành của nó là 9. Dạ, mã số 12 này có giá là 200.000 ạ. Để theo mã số 13. Rực rỡ bông quý anh chị em, vàng sọc Tiền Giang đời đầu. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 50. Dạ, hoành của nó là 7. Dạ, mã số 13 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 14. Cây đỏ hừng kép nè. Dạ, cây chiều cao là 75. Dạ, tán ngang 80. Dạ, thoát thân của nó là 20. Dạ, hoành của nó là 7 ạ. Dạ, mã số 14 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 15. Cái vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang của nó là 80. Dạ, thoát thân của nó là 60. Dạ, hoành của nó là 7. Dạ, mã số 15 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 16. Cây Mỹ vàng chanh nữa. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang của nó là 70. Dạ, thoát thân của nó là 40. Dạ, hoành của nó là 6. Dạ, mã số 16 này có giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 17. Cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m2. Dạ, tán ngang nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 75. Dạ, hoành của nó là 7.
Dạ, mã số 17 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, xem mã số 18, cây phụng hoàng lửa. Rực rỡ bông của anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 75, dạ tán ngang nó là 60, dạ thoát thân của nó là 30, dạ hoành của nó là 5. Dạ, mã số 18 này có giá là 180.000 ạ. Dạ, thêm mã số 19, cây vàng sọc tiên giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m3. Dạ, tán ngang của nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 70. Dạ, hoành của nó là 7. Dạ, mã số 19 này có giá là 350.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 20 là cây Mỹ vàng sọc ánh kim ạ. Hoa rất là to anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang của nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 55. Đo vị trí chỗ này là 11. Dạ, mã số 20 này có giá là 350.000 ạ. Dạ, mã số 21, cây bạch hồng hương ạ. Dạ, cây chiều cao là 60. Dạ, tán ngang của nó là 90. Thoát thân của nó là 10. Dạ, hoành của nó là 6. Dạ, mã số 21 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, mã số 22, cây Mỹ vàng sọc ánh kim. Dạ, cây chiều cao là 75. Dạ, tán ngang của nó là 55. Thoát thân nữa là 15. Dạ, hoành của nó là 5. Dạ, mã số 22 này cái giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 23, cây Mỹ cam. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang của nó là 1m. Thoát thân của nó là 35. Hoành đo vị trí chỗ này là 15. Dạ, mã số 23 này có giá là 450.000 ạ. Dạ, tôi xem mã số 24, cây vàng sọc tiền giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m3. Dạ, tán ngang của nó là 90. Dạ, thoát thân của nó là 65. Dạ, hoành của nó là 9. Dạ, mã số 24 này có giá là 350.000 ạ. Dạ, thêm mã số 25 là mã cuối clip ạ. Cây pháp cam. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó là 80. Hoa cánh rất là to. Dạ, thoát thân của nó là 30. Dạ, hoành của nó là 6. Dạ, mã số 25 này giá là 180.000 ạ. Cũng là mã clip. Dạ, cảm ơn bà con đã xem clip. Mong bà con xem và ủng hộ ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn an toàn nha.